Theo tiêu chuẩn quốc tế, công 20 feet chúng tôi đóng 25 tấn hàng trở xuống, công 40 feet đóng đến 27 tấn. Công ty tối ưu hóa cách đóng gói để được đóng nhiều hàng vào công và giảm chi phí vận chuyển. Nếu phải hạ tải để đóng hàng trên cảng thì hoặc bãi thì chi phí vận chuyển gấp 2 đến 3 lần, khiến tăng giá thành và mất sức cạnh tranh khi xuất khẩu. Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, những cầu đã được kiểm định, tức là cầu cũ như cầu Suối Hai, cầu Sài Gòn, cầu Rạch Chiếc, phải cắm biển báo tải trọng cầu. Những cầu mới xây dựng không phải cắm biển báo này. Tuy nhiên, ý nghĩa của các biển báo trọng tải cầu như thế nào, các cơ quan chuyên ngành cũng chưa biết hết. Các xe chỉ được qua với điều kiện là dưới tổng tải trọng cho phép theo cái biển báo. Thì cái việc mà xe mà quá tải trọng đó là vi phạm pháp luật. Cụ thể là những cầu nào? Cụ thể thì hiện nay có một số tuyến như cái cầu Sài Gòn là 25 tấn, cầu Suối Cái là 20 tấn. Cấm các cái biển báo hạn chế tải trọng cầu được là cái việc của các cơ quan quản lý thực hiện. Đấy. Rồi khi mà phát hiện các cái vi phạm về quá tải cầu được thì đó là trách nhiệm của thanh tra giao thông, có trách nhiệm là xử phạt vi phạm hành chính. Đối với các cái phương tiện mà lưu thông qua cầu vượt cái giới hạn, tức là vượt cái tải trọng cho phép của cầu. Tuy nhiên, trong công văn số 2311 năm 2008, Cục Đường bộ Việt Nam đã khẳng định các biển báo này chỉ áp dụng đối với xe ô tô đơn không kéo theo semi remorque hoặc remorque. Điều đó có ý nghĩa là xe container không phải là đối tượng điều chỉnh của quy định này. Vì vậy mà việc xử phạt vượt trọng tải cầu đối với xe chở container qua địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là không có căn cứ pháp lý. Hiện tại, Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa ban hành quy định chuẩn quốc gia về điều lệ báo hiệu đường bộ để khắc phục các bất cập nói trên. Truyền hình di động TDMB là một trong những chuẩn truyền hình tiên tiến đã được áp dụng phổ biến tại nhiều quốc gia. Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ truyền hình viễn thông Việt Nam thuộc Đài Truyền hình Việt Nam sẽ thực hiện phát sóng thử nghiệm dịch vụ này tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới. Dịch vụ truyền hình di động VTV Mobile TV ra đời sẽ mang lại cho người dân một kênh thông tin mới. Khán giả có thể xem truyền hình mọi lúc mọi nơi bằng các thiết bị cầm tay như điện thoại di động, USB trên xe hơi v.v. Ngay cả khi sử dụng trên các phương tiện giao thông di chuyển với tốc độ cao, VTV Mobile TV vẫn cho chất lượng hình ảnh, âm thanh tốt và đồng đều. Dịch vụ truyền hình di động TDMB nằm trong khuôn khổ hợp tác trao đổi công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Giai đoạn thử nghiệm dịch vụ VTV Mobile TV sẽ diễn ra đến hết năm nay. Sau đó, số lượng kênh chương trình và các gói cước phù hợp với đại đa số người dân sẽ được đưa ra, đáp ứng chủ trương số hóa phát thanh truyền hình của chính phủ. Cục Cảnh sát phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện một vụ buôn bán và tiêu thụ tiền giả lớn nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Đối tượng vận chuyển gần 30 triệu đồng tiền giả đã bị bắt giữ. Các loại tiền bị làm giả là tiền có mệnh giá 100.000 đồng và 200.000 đồng. Đây là tang vật mà cơ quan chức năng đã bắt giữ của các đối tượng. Ngay tại hiện trường bắt giữ, cơ quan chức năng phát hiện nhiều tờ tiền có cùng một số series. Theo kết quả giám định, thì trong số tang vật đã thu giữ của đối tượng có 101 tờ tiền polymer với mệnh giá 200.000 đồng và 90 tờ tiền polymer với mệnh giá 100.000 đồng là tiền giả. Đối tượng Phương sinh năm 1984 ở tại Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Tại cơ quan điều tra, Phương đã khai nhận cách đổi tiền giả sang tiền thật theo tỷ lệ. Nếu mua số lượng ít, 100.000 đồng tiền giả, Phương lấy về 50.000 đồng tiền thật. Mua nhiều thì sẽ được giảm giá 100.000 tiền giả, Phương chỉ thu 40.000 đồng tiền thật. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xác định đối tượng đã giao tiền giả cho Nguyễn Trọng Phương. Và cũng từ đây thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn tiền giả này xuất phát từ đâu. Thưa quý vị và các bạn, những người dân phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đang rất bức xúc trước một hành vi vô đạo đức. Chỉ qua một đêm thì hàng chục ngôi mộ người thân của họ đã bị vùi lấp bởi một khối lượng lớn phế thải xây dựng. Thủ phạm của hành vi vô đạo đức và vi phạm pháp luật này cần phải bị xử lý nghiêm. Chỉ sau một đêm, nghĩa trang phường Dương Nội đã trở thành bãi bùn đất như thế này. Ước tính có tới 600 khối bùn đất được đổ xuống, che lấp hơn 60 ngôi mộ. Để chở số bùn đất này phải cần 30 xe ben trọng tải 25 khối một xe. Thằng con trai nhớn nhà tôi. Đấy, ngay đây, ngay chỗ này. Đây, chỗ này. Coi như đứng thứ hai, chỗ này một ông cụ xong đến nó. Ở đây gia đình nhà tôi có 3 ngôi. Tất cả 2 bố và 1 anh đang nằm đây. Còn nếu mà đi cái tên nói về bức xúc ấy thì hết chỗ lo luôn, không phải biết lo thế nào cả.
Cách nghĩa trang khoảng 200m có một trạm gác barrier gác con đường độc đạo mà kẻ gian đi vào nghĩa trang đổ bùn đất. Trạm gác này thuộc phường Văn Khê, nhưng những người bảo vệ ở đây lại không biết thủ phạm là ai. Sau khi mà phát hiện ra sự việc thì chúng tôi cũng đã gặp trực tiếp các anh bảo vệ ở trên này. Các anh cũng có trao đổi lại là các anh có trong đêm thì các anh không khi các đối tượng vào là các anh do không trông coi, không canh gác, do vậy anh không lắm được đối tượng nào. Các cơ quan công an là sớm tìm ra cái đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật. Trong lúc cảnh sát môi trường đang vào cuộc truy tìm thủ phạm thì chính quyền và các hộ dân phường Dương Nội đang làm mọi cách để tìm kiếm các ngôi mộ. Cuốc xẻng, gầu múc nước, xe hút bùn, tất cả phương tiện có thể huy động được đã đưa vào sử dụng. Phải mất 2 ngày nữa số bùn đất mới được bóc hết. Còn bây giờ người ta chỉ có thể thắp hương đâu đó quanh nơi được cho là phần mộ của ông cha mình. Ngay sau khi báo chí phản ánh sự việc trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo trong ngày hôm nay đã chỉ đạo quận Hà Đông xem xét làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những đơn vị cá nhân vi phạm, báo cáo thành phố trước ngày 6 tháng 9. Chuyển sang những tin tức quốc tế, trong diễn biến mới nhất sau cuộc tổng tuyển cử liên bang Australia bất phân thắng bại, hôm nay thủ lĩnh